Theo yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho mọi người cách xử lý cái máy Canon 6860 này nha. Máy nó bị khóa VS nha mọi người. Đây, tình trạng của nó là như thế này nha. Cái này chúng ta phải chạy làm men thì mới được nha. Đầu tiên chúng ta mở máy lên nè. Rồi mọi người mở máy bình thường luôn. Rồi nó báo nè. Rồi nó dừng lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó báo 7 đằng cam xăng á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó báo 7 cam xanh đó là reset bộ đếm nha mọi người đó. Nhưng mà khi chúng ta vào chế độ reset á, nè mọi người coi, chúng ta vào chế độ reset này, chúng ta tắt máy đây. Rồi để vào chế độ reset của nó thì người làm như sau: giữ nút mũi tên, sau chúng ta giữ nút nguồn. Rồi ta vẫn giữ nguồn nha, ta thả nút mũi tên ra, ta bấm vô đúng 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta thả ra. Khi mà chúng ta thả ra thì đàng hoàng nó sáng nè, là nó bị khóa VS này rồi nha. Tại vì mọi người một số nó chạy mấy cái phần mềm không đúng á. Tại vì mấy cái dòng này á, sẽ chạy đúng cái phần mềm của nó thì nó mới không bị khóa nha. Nếu chúng ta chạy nó bị sai thì nó sẽ bị khóa như thế này đó. Nếu nó bị khóa thì chúng ta phải chạy lại cái men thì mới được nha mọi người đó. Để chạy lại men thì mọi người cũng phải có dụng cụ cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái men ra nha, để mình chạy cho mọi người nha. Để chạy cho nó thì mọi người chuẩn bị một cái mỏ khò nha, mỏ khò đây nè, với lại một mỏ hàng nha. Chúng ta chuẩn bị một mỏ khò, mỏ hàng để chúng ta lấy cái men ra, chúng ta chạy lại cái men nha. Đây, mỏ khò, mỏ hàng để làm một chân kẹp linh kiện nè, mạch ngọt nha, cái dụng cụ mình để chúng ta chạy lại cái men á. Mạch nạp nha, một cái mạch nạp nữa nha. Đây, mạch nạp dữ liệu nha. Đó, để chúng ta chạy lại cái men nó được khóa nha. Rồi bây giờ chúng ta tháo cái men trước nha. Rồi chúng ta tháo men ra trước nha. Mọi người tháo men thì mọi người tháo này ra, giữ này ra. Mọi người muốn chạy làm men thì có thể gửi cho mình để mình xử lý cho nha. Ta tháo ra. Rồi chúng ta rửa này ra. Rửa cái nắp phía trước này ra. Có hai con ốc phía sau rồi, chúng ta rửa ốc phía sau ra nha. Chúng ta tháo hai ốc phía sau ra. Qua hai ngóc phía sau này, quay tháo thôi. Chúng ta tháo hai ngóc phía sau ra nha. Thank you.
Rồi bây giờ chúng ta tháo cái men ra nha mọi người. Tháo men ra. Chúng ta rửa cáp trước khi tháo nha. Nó không biết á. Nó kêu à, nó làm mình không biết nó lái 4 rưỡi. Tháo gì? Rồi, ta tháo mày. Nó có cắt đi. Nó mấy mình gắn nó 50.000. Đây nè, nó thay không tắt vậy thôi à. Tắt thì nó có 1 triệu máy, nó không có tắt được. Có nghĩa nó có tắt 1 triệu nữa, bấm ngắt thôi chứ cái đó này nó thông luôn rồi. Ừ. Bả ăn nó tự mãn gì đâu mà sợ, nay nó làm kỳ cục nó bả vậy, ông có tiền chứ. Nó chế gì kỳ. Nó kỳ cục. Chế. Nó làm cho mấy người không biết. À, đây là cái men 6860 đây nha mọi người. À. Rồi chúng ta tháo cái con que ớt này ra nha. Con này mình. Đây nó nằm đây này nha. Người tháo rồi người chạy lại nha. Bây giờ mình sẽ tháo rồi mình chạy lại nha. Mọi người muốn chạy lại thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới cho mình nha, để cái gì mình chạy lại cho nó rẻ nha mọi người. Chúng ta mua men nó rất là mắc á. Còn không thì mọi người lưu ý khi chạy thì mọi người nên chạy cái phần mềm đúng của nó thì nó mới không có bị khóa nha. Chứ còn nó khóa thì chúng ta làm nó cực hơn. Chúng ta phải tháo men thì mới làm được nha. Có gì thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha mọi người. Người muốn mua phần mềm thì liên hệ số điện thoại bên dưới luôn nha. Rồi nó chạy mấy phần mềm tầm bậy, nó khó men, nó cong nha.